đã theo dõi chị Ga được khoảng 5-6 tháng nay rồi. Đấy, thì coi như là nửa năm rồi. Anh đã hay xem trên nền tảng YouTube bên chúng em ạ. Mình xem trên nền tảng YouTube với Facebook. Facebook, đấy, cả hai nền tảng song song. Ê, khi mình cũng rất hài lòng khi đi ra đến lắp đặt cái bộ G4000 này. Vâng ạ. Rất cảm ơn Zika. Vâng ạ. Cho mình một buổi nhờ gia đình thành thật này. Vâng, giờ hiện tại Zika chúng em cũng đã bàn giao và lắp đặt xong cho anh chị và cấu hình combo. Đây là cấu hình combo loa Vewood G4000 ạ. Với dòng loa này là dòng loa cây nhiều đường tiếng, được thiết kế rất là đẹp, cộng với hệ thống đẩy liền vang. Đây là một chiếc đẩy liền vang X22 Pro DAC, đi kèm với nó là bộ mic không dây W49 đi kèm. Cấu hình combo này hiện tại đang được một cái chất lượng cũng như anh em tham khảo rất là nhiều, và nó phù hợp với không gian gia đình nhà chúng ta. Anh chị thì đang có cơ người rất là hoành tráng. Đây, xin chào anh. Vâng ạ. Hôm nay thì Zika chúng em lên bàn giao cho anh chị trong buổi chiều ngày mùng 2 tháng 9 này. Khi nhận được cấu hình này thì anh chia sẻ em là anh đã theo dõi Zika chúng em lâu chưa ạ? Mình cũng chia sẻ là mình đã theo dõi Zika được khoảng 5-6 tháng nay rồi. Đấy, thì coi như là nửa năm rồi. Anh đã hay xem trên nền tảng YouTube bên chúng em ạ. Mình xem trên nền tảng YouTube với Facebook. Facebook, đấy, cả hai nền tảng song song. Ê, khi mình cũng rất hài lòng khi Zika đến lắp đặt cái bộ G4000 này. Vâng ạ. Rất cảm ơn Zika. Vâng ạ. Cho mình một cuộc nhờ dàn thành thật hay, tuyệt vời. Vâng ạ, đây, dàn của anh chị thì như em vừa giới thiệu là bộ loa G4000, anh cũng rất là hài lòng. Anh chị cũng cực kỳ là thân thiện khi chúng em lên cái là phụ chúng em xuống hàng và lắp đặt xong thì cũng chia sẻ luôn. Em xin cảm ơn anh nhé, em xin thay mặt Zika chúng em xin cảm ơn anh chị. Xin cảm ơn anh chị, chúc anh chị nhiều sức khỏe và có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều những cái khoảnh khắc nghe nhạc và hát karaoke trên cấu hình combo Zika chúng em phân phối. Và tất cả cái dịch vụ chúng em cũng như là sản phẩm thì anh đã hoàn toàn hài lòng rồi. Còn về cái hậu mãi thì sau khi bán hàng thì gặp vấn đề trục trặc thì anh gọi trực tiếp số hotline công ty chúng em nhé. Xin bắt tay một lần nữa. Cùng em cũng sẽ khép lại video ở đây để quay trở về công ty để tiếp tục đi bàn giao những cấu hình nữa, vì ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 nên là rất là nhiều những cấu hình combo chờ chúng em lên đường bàn giao lắp đặt cho anh em là trong ngày mùng 2 tháng 9 có đồ chơi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em nhé.